Rồi, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Torado Channel. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với một cái video review về gọng kính ha. Thì hôm nay mình có một cái mẫu gọng kính ở đây, đó chính là mẫu Masada. Đây, quý anh chị và các bạn có thể thấy ha, Masada. Và đây là một cái mẫu gọng kính cao cấp. Nó đây là hàng mình sẽ giao cho khách, nhưng mà mình đã xin phép khách hàng của mình là mình sẽ sử dụng cái mẫu gọng kính này để mình quay video review cho các bạn xem. Ok, rồi bây giờ thì trước khi mình giới thiệu cái kính này thì để mình đeo cái bao tay vào đã. Thì đeo bao tay vào để thứ nhất là mình không có làm hư hại ảnh hưởng tới cái mẫu gọng kính của khách hàng ha, và cũng không bị dính với vân tay này kia. Ok, rồi đây là một cái hộp, đây là cái hộp của gọng kính Masada ha. Đây, cái hộp này nó được làm bằng gỗ, mình nghĩ đây là gỗ thông thôi. Đây các bạn có thể nghe ha. Đây, nó được làm bằng gỗ và ở bên trên họ làm một cái nắp. Cái nắp này được làm bằng một cái vải. Bên trong là chắc là mình nghĩ là có xốp bên trong ha. Mình nghĩ bên trong là sẽ có xốp. Ở đây sẽ có một cái cọng dây để chúng ta giật lên. Ok, bây giờ mình sẽ giật lên ha. Đây. Và bên trong của chúng ta đó chính là gọng kính. Đây, gọng kính đây. Và ở bên dưới cái nắp này họ được bọc một cái lớp nhung ha. Nhung ở bên trong này cũng vậy, ở bên trong cũng bọc một cái lớp nhung luôn. Rồi, thì bên trong cái hộp này chúng ta sẽ có cái gọng kính. Cái gọng kính thì được bỏ vào trong một cái bọc như thế này. Thường thì tất cả các gọng kính đều được sẽ bỏ vào trong cái bọc như thế này. Nếu mà không có hộp thì cũng sẽ bỏ vào trong cái bọc như thế này thôi ha. Rồi ngoài cái gọng kính ra thì chúng ta sẽ có một cái khăn chính hãng của Masada. Đây, chính cái khăn thì các bạn có thể thấy là có dập cái logo Masada ở đây. Ok, vậy là xong, không có gì nữa cả. Đây các bạn có thể xem ha, không có gì hết, bên trong thì có một cái lớp nhung. Rồi, bỏ cái hộp này qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ mở cái gọng kính ra cho các bạn xem ha. Đây. Rồi, đây. Đây là cái mẫu gọng kính Masada. Titanium. Đấy. Rất là đẹp. Rồi, cái mẫu gọng kính Masada mình đang cầm trên tay ở đây nó có cái mã là, để mình coi, 2149. Nó có cái mã là 2149 nha. Và đây là cái màu C1. Cái màu C1 này thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó có một cái viền bằng vàng, một cái viền màu vàng. Những cái viền màu vàng này là tức là kim loại titanium đó. Đây, những cái viền vàng như thế này. Ở bên chính giữa của cái này nó cũng sẽ có cái viền vàng ở đây ha. Và xung quanh cái khu vực mà để gắn trọng kính sẽ được bọc một cái lớp nhựa acetec. Đúng rồi, đây một vòng một cái lớp nhựa stack màu đen ha. Thì mình cái mẫu mẫu này thì nó sẽ có hai màu là màu đồi mồi và màu đen. Thì cái màu đồi mồi á nó giống như màu gỗ vậy đó, và bạn này thì bạn chọn cái màu đen, bạn thích màu đen nên bạn chọn màu đen. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái size của cái gọng kính này ha. Cái size của cái gọng kính này thì nó sẽ có cái size là 50 20 và 145. Tức là 50 tức là 50 khoảng cách chiều dài của bề ngang của cái tròng này ha, tức là 50 mm. Và 20 tức là khoảng cách ở cái khe mũi là 20 mm. Và tiếp theo nữa 145 tức là chiều dài của cái càng ha, 145 mm. Ok, nếu các bạn đeo vừa cái size nào các bạn hãy nhớ cái size đó. Và khi mà chúng ta đi lựa kính á, thì nếu mà các bạn lựa online các bạn có thể sử dụng cái size này
để các bạn lựa một cái gọng kính nó phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Nếu mà trước đó các bạn đã đeo cái gọng kính với cái size đó nó phù hợp với các bạn rồi ha. Ok. Về cái mẫu gọng kính này thì ngoài cái chất liệu titanium thì chúng ta sẽ có một cái ve mũi ở đây. Đây, cái ve mũi này thì được làm bằng cao su nha, nó không phải là bằng kim loại nha. Cái ve mũi này thường họ làm rất là nhiều cái loại khác nhau. Thường thì họ sẽ làm bằng cao su, nhưng mà một số loại gọng kính họ sẽ được làm bằng kim loại luôn. Đây, như cái kính mình đang đeo đây à, thì cái ve mũi được làm bằng kim loại. Ok. Và cái phần bản lề, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái phần bản lề ha. Cái phần bản lề mà để gặp cái càng kính này nè. Đây không phải là bản lề lò xo, mà đây là cái bản lề gặp thôi. Và cái bản lề này rất là bền, rất là tốt luôn. Thì về thời gian, về lâu về dài, có thể nếu mà các bạn mở ra mở vô nhiều á thì nó sẽ bị lỏng chỗ này. Nhưng mà cái này thì chỉ cần mình lấy một cái tu vít nhỏ mình siết lại thôi là ok là xong. Hoặc là các bạn có thể đi ra ngoài cửa hàng, nếu bạn không có dụng cụ các bạn có thể đi ra ngoài cửa hàng kính mắt như người ta siết lại dùm là ok ha. Tiếp theo về phần cái phần mà càng kính, ở đây họ được bọc một cái lớp nhựa, ở đây cũng là một cái lớp nhựa luôn ha. Nhưng mà trên cái lớp nhựa này họ có một, khi mà mình soi ra ngoài một ánh sáng á, thì mình thấy đây là một cái vân giống như vân đồi mồi. Mình đoán đây là cái nhựa acetate ha, nhựa acetate. Và họ làm một cái điểm nhấn ở đây, ở cuối cái phần càng, các bạn có thể thấy là cái phần càng có một cái điểm nhấn kim loại ở đây. Trên video các bạn có thể thấy nó không được rõ, nhưng mà khi mà nhìn ở ngoài á, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Ok rồi, bây giờ cái mẫu này thì nó sẽ có hơi vuông, nó sẽ hơi tròn tròn mà cũng hơi hơi hình chữ nhật và cũng hơi vuông một xíu. Để mình bây giờ mình sẽ đeo thử lên khuôn mặt cho quý vị các bạn xem ha. Okay. Rồi đây là cái gọng kính titanium Masada mà mình vừa mới đeo lên đây. Các bạn có thể thấy tự xem, các bạn có thể tự xem và các bạn có thể tự đánh giá ha. Về cái tầm nhìn của cái gọng kính này thì mình thấy là về phía trên này nè, nó sẽ có hơi cản một chút xíu, hơi cản tầm nhìn khi mà các bạn nhìn lên trên này một xíu, bởi vì cái phần này nó không được tròn như cái kính mình đang đeo ở đây. Nếu mà nó tròn thì nó sẽ có một cái khoảng cách cong lên và các bạn sẽ có một cái tầm nhìn nó cao hơn một chút xíu. Vì đây là cái mẫu gọng kính nó có một cái viền ở trên nó ngang, cho nên là khi mà các bạn nhìn á, thì khi mà các bạn nhìn thì khi mà một cái vật gì đó nhìn lên trên, các bạn cần liếc lên thì nó sẽ bị cản, nó hơi cản qua đây một chút xíu nè. Nhưng mà không sao ha. Ok, mình thấy nó cũng khá là đẹp và khá là nhẹ, do đây là chất liệu titanium ha. Và cái độ hoàn thiện mình thấy nó khá là tốt luôn, nó không có một cái vết lởm chởm nào từ nước xi ha. Thì thường á, các bạn để ý đó, các bạn sẽ thấy là cái nước xi của cái gọng kính rẻ tiền và một cái gọng kính cao cấp, các bạn để ý, các bạn nhìn kỹ cái thì các bạn sẽ thấy là nó, cái lớp xi của cái gọng kính rẻ tiền á, nó sẽ có lớp sần ha, nó sẽ có lớp sần, lớp sơn nó sẽ bị sần thôi, nó không được láng, nó được mịn như thế này đâu. Rồi và đây là cái mẫu gọng kính Masada ha. Và thì cái hãng Masada này họ sẽ làm những cái mẫu gọng kính nó kiểu retro một chút xíu. Đấy, kiểu nó hơi cổ điển một chút xíu, giống như vậy. Hoặc là cái mẫu gọng kính mà mình thường hay đeo để mà quay video review cho các bạn xem á, cái bộ gọng kính trước, cái mẫu gọng kính này nè, cái này là mình vừa mới đổi, mình vừa đổi vào cái mẫu gọng tròn cho nó thay đổi một chút xíu ha. Rồi và vừa rồi mình vừa mới review cho các bạn xem một cái mẫu gọng kính Masada. Và nếu như các bạn quan tâm tới mẫu gọng kính này thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage kính mắt Tolado ha. Bởi vì đây là một cái mẫu gọng kính mà nó không có nhiều các bạn, nó không có nhiều đâu. Cho nên là các bạn phải nhắn tin cho shop và shop sẽ gửi hình cho các bạn xem và chọn để mà mình có thể order. Tại vì đây là hàng order cho nên là rất là khoảng, nếu như các bạn ở xa thì các bạn sẽ nhận hàng sau 10 ngày. Còn nếu như các bạn ở gần á, thì trong 10 ngày các bạn sẽ nhận được hàng ha. Ok rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Và rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.